Hello Hùng. Nói chuyện. Nói Hello, chuyện. how are you today? I'm very good, thank you. I'm very good too. Okay, so last time we have left. I'm sorry. Okay, so the last time we left part five of a reading test. So today we will do this part before we head to another lesson. Okay. Ok ạ. Okay, so let's read this and do this test. We have 10 questions. Okay. Are you in the middle of something? Yes, I need video. Are you in the middle of something? Are you busy? You're losing something? No. Em rất vui. What's happened? Lại vừa chia tay xong. Okay. Good for you. Now. Okay, fine. Let's do this seriously, okay? Don't do it randomly. Okay. Bài hôm trước à? Yeah. Do you remember anything? Có. Nốt bài này thôi, mình sẽ chuyển sang bài writing. Are you doing the class, Hùng? Em có đang nghĩ.
practice quickly. You have 2 minutes more. You done? Are you done? Tôi chưa. Okay. Câu 26 chị đã explain ở hôm trước rồi đúng không? Câu 26 là the, bởi vì là đứng trước only, đúng rồi. Number 27. Tại sao Hùng lại điền could nhỉ? Tại sao Hùng lại điền could? Thì em nghĩ là cái từ đấy chắc chắn là một could. Could là bởi vì là em nhớ được trước em làm câu đấy là em... Ừ, được trước em làm câu đấy là could nhưng mà chị chưa chữa. Bây giờ nó vẫn sai đấy. Nào. Em có chọn đáp án không? Đúng rồi. Dạ. Em có chọn đáp án khác không? Nếu cho em chọn lại, em chọn đáp án nào? Nhìn nhé, từ đằng sau là sure đúng không? Vâng, thì mới khó. Set. C. C á? Okay, now it's B. Make sure là một cụ, nghĩa là làm chắc chắn. Okay. Không có thể ghi cụm này vào. Make sure là một cụm. Are you listening? Có chị. Ok. Đầu tiên đã chị hỏi giải thích lại. Không giải thích lại được thì được nhá. Nghe rồi tí rồi giải thích lại cho chị. Ok, câu 28. Câu 28, tại sao Hùng lại khoanh glasses nhỉ? Cả câu này, these were unusual as most women then have few to study. Đúng rồi, dịch cho chị câu này nào. What are you doing? Where? Why? You seem not to focus. 28. This is what I'm not sure. Thế là một điều bất thường, một là một trong những người phụ nữ có học thức. Nào. Câu này em chả biết nói như nào được. Nhưng mà... Thế là được rồi, chị dịch cho nhá. As này này, as này nghĩa là à lúc, nghĩa là bởi vì. As có rất nhiều nghĩa, là bởi vì này, trong khi này, như là này, được chưa? As ở đây nghĩa là bởi vì, thì cả câu này, điều này thật bất thường, bởi vì hầu hết phụ nữ thời ấy
ngày xưa ấy, phụ nữ ngày xưa have few, có ít cái gì đó để học, có ít cái gì nhở? Bây mình phải chọn, có ít lớp à, có ít phong tục à, có ít giáo viên à, hay là có ít cơ hội? Không à. Chị em thấy là cái câu 28 này chính là mà em ăn bữa. Trời ơi, lại làm bữa. Bây giờ chị giải thích, xong tí nữa phải giải thích lại được ấy nha. Nào, câu này chỉ cần dịch ra là được thôi mà. Điều này thật bất thường, bởi vì hầu hết phụ nữ thời đấy có rất ít cơ hội để học. Cơ hội để học tập chúng ta khoanh vào C. You understand? Okay, number 9, 29. Explain it to me. Giải thích nào. Tại sao em khoanh vào which? Which other? Tại sao em không định? After studying in Athens and Rome, he paid Tia with the director, which he began teaching mathematics. Thì em dịch cả câu sau khi học xong tại Athens và Rome, Hittepia trở lại Alexandria, nơi cô ấy bắt đầu dạy học. Đúng rồi, nơi cô ấy bắt đầu học dạy toán đúng không? Thế thì mình phải điền gì? Where chứ, sẽ sợ điền which. Thế bạn là where, ok. Chị tố, sai cổ. Xích ra theo là làm được thôi mà không khoanh được. Nào, câu 30 nào. Câu 30 tại sao em lại khoanh là bài? Không. Câu 30 tại sao lại là bài? Ôi, chị, she become famous by bằng cái kiến thức của cô ấy. Lấy một quyển vở ra. Nhanh. Lấy vở tiếng Anh ra nhanh. Chị bảo. Không. Dạ. Lấy vở tiếng Anh ra. Ghi cái này vào, không lại không nhớ. Famous phải đi với for. Được chưa? Famous for, nổi tiếng về cái gì đó. Famous for hay famous by? Famous for. Em ghi nhớ như thế nha. Lấy quyển vở ra nào. Những cái này không ghi vào là quên hết. Đây em tìm quyển vở quen á. Bắt đầu mắc xịt đó thôi. Nhưng chưa từng có thể rằng dấu chân mà em vai những năm qua. Đâu, xin đọc cái gì? Nào, đầu tiên cái câu 2. Cái câu 2 nhìn thấy, luận câu 27 ấy, là make sure. Đúng không? Make sure, cái cụm đấy là nó đi với nhau. Make sure, làm chắc chắn. Chẳng hạn như là make sure I study like crazy to make sure I pass the exam. Nghĩa là tôi học điên rồ lên để chắc chắn rằng tôi sẽ đỗ. Chắc chắn rằng tôi sẽ qua bài thi. Đấy, em ghi cụm make sure vào, làm chắc chắn. Tiếp theo, câu 30. Famous for, nổi tiếng. Vì cái gì đấy? Nổi tiếng về cái gì đấy?
Rồi mày. Được chưa? Ghi xong chưa? You done? Rồi mình làm câu 31 nha. Nào, câu 31 but. Em để làm but à? Rồi giải thích nào. But 31, we have no copy of a book. Em định nghĩ là cho câu này because thì mà thôi. Nghĩ là để but cho nhanh. Dịch nghĩa nào, dịch nghĩa câu này đi. We have no copies of the works. Tôi không có phiên bản copy của những cái quyển sách của ấy viết ra. Nhưng chúng tôi lại có thể biết được cô ấy viết những điều gì rất là quan trọng. Ok, rồi để xem nha. Câu này đúng rồi. Dịch cũng khá là đúng rồi, khá là sát rồi. Nào câu 32. Câu 32. 32 là Hi, Hypatia was also interested in technology. Đây. Hypatia rất là hứng thú với những cái món đồ công nghệ. Được. And bà đã được các nhà ở đâu có, bà đã được các thiết bị nghiên cứu tool để giúp cô ấy làm việc. À, thế mới hay. Nào, đúng rồi. Đó. Thì thằng Hoi nói lại nào, chị Trương hiểu Hùng nói cái gì hết ý. Dịch thằng Hoi lại nào. Isa biết Hypatia rất là hứng, Hypatia cũng rất là hứng thú với những cái với công nghệ và đã làm được những cái món đồ công nghệ liên quan đến khoa học để giúp cô ấy làm việc học tập. Vậy thì Hùng khoanh đứt có đúng không? Rất đúng. Làm ra những món đồ công nghệ, làm ra những cái dụng cụ khoa học. Đứt. Đứt không phải là tạo ra, đứt chỉ là làm thôi. Tạo ra thì phải là gì Hùng? Cứ invent. Yeah, invented. Invented đây là tạo ra, created, invented đều là tạo ra. Ok, create có thể là tạo ra nhưng mà cái món đồ nó không original ấy, còn invent là cái người phát minh, invent là phát minh ra nhá. Phát minh lần đầu tiên. Ok, vậy là câu 32 là invented. Number 33. 33 nào. Number 33. Cái này em không biết. Cái này em không tìm được. Cái ruler wow. Với cả cái con này nó khó gì. Chị đã chú ý em bơi. The ruler was afraid of science. Nhưng mà thực ra cái câu 33 nó không liên quan gì đến từ ruler này đâu. Cái phụ ruler là gì? Ruler là tất cả gì? Ruler là người cầm quyền. Tưởng luật. Nó đúng là cái thức kẻ đấy nhưng mà ở đây nó nghĩa khác. Ruler là người cầm quyền đúng không? Vào thời điểm đó rất nhiều nhà cầm quyền sợ khoa học. Vậy thì mình sẽ điền à,
Thế thì em at the time là đúng rồi. Đúng rồi, ok. At the time, cả một cụm đấy là vào thời điểm đó. Ok, number 34. And? And anyone, và bất kỳ ai liên quan đến từ đấy sẽ gặp nguy hiểm. Rồi, dịch hợp lý đúng không? Very good. 35. One day in March. One day in March 415. Ngày vào tháng 3 năm 415, Hypatia đã bị xử khử bởi những cái thằng ngu trên đường mà bị giết ngay từ đây. Crispy pasta. Stop talking, stupid. Hypatia was attacked. That's very good. Hypatia bị tấn công trên đường và bị sát hại. Okay, very good. Rồi vậy sang câu này Hùng đúng được mấy câu? 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5 trên 5, à 5 trên 10, 50%. Why are you only 50%? Vì nó chính là magic, tỷ lệ 50-50 như tài xỉu. Ủa được chết. Don't be silly, your mom can watch this, okay? Vâng. Your mom can definitely watch it if she want. Now, bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang bài writing. Stop share. Writing. Okay, here it is. Okay, awesome. You see my slide? Em nhìn thấy slide. Sble, cha, branch play. Em đã thấy slide. Okay, very good. Nào mình cùng vào part one nha. Part one. Okay. Here are some sentences about a family. Nào Hùng đọc đi nè. Here are some sentences about family. Which question complete the second sentence for that it means the same as the first. Use no more than three words. Write only the missing word on the associate. Okay. Here's the sample answer. Oh my God, I'm sorry. Rồi, như là bạn viết lại câu đúng không? Mình sẽ đi một cái sample. Younger than. Cái này là younger than luôn. Thế đảm bảo. Okay, younger than. Very good. Cái này mình đọc khá nhiều rồi. Không cần đọc nữa. Rồi, Hùng bắt đầu làm nhá. Vâng. Parenting. My parenting, yeah.
on weekday my parents can't believe. Đấy còn khó thế nhở? Nè, cũng không làm được câu một à? Bố mẹ tôi khẳng định Zad là một... Prefer không phải khẳng định. Prefer là... là gì? Prefer là cái gì em chẳng biết. Quên mất. Thích hơn. My parents prefer jazz to classical music, nghĩa là bố mẹ tôi thích nhạc jazz hơn là nhạc cổ điển. Maybe my parents prefer. Nào, prefer nó là một cái động từ. My parents prefer, bố mẹ của tôi thích hơn này, thích nhạc jazz hơn là nhạc cổ điển này. Nó không thể là is prefer được. Is thì phải đi với một tính từ đúng không? Tức là bring để mình prefer gì? Is prefer. Một từ khác. Em hãy dùng một từ khác nhé. Now, my parents think jazz is better than. Hợp lý. Có thể.
Weekday, weekday là ngày cuối tuần đúng không nhỉ? Chị. Các ngày trong tuần. Weekend mới là cuối tuần. Đi con xe anh. Câu hai anh chị. Câu hai em mắc ở đâu? Không biết. Em không dịch được nghĩa hay nào?
My parents can only go swimming at the weekend. Bố mẹ của tôi chỉ có thể đi bơi vào cuối tuần được thôi. Thì mình sẽ chuyển xuống dưới câu này là gì? On weekday, vào những cái ngày trong tuần, nghĩa là ngoài cuối tuần ra ấy. My parents on bố mẹ của tôi không thể đi bơi được. Vào các ngày trong tuần thì bố mẹ tụi tôi không thể đi bơi được. Không thể là gì nhỉ? Không thể là không thể, bởi vì là không phải là cuối ngày. My parents on can. Can là một động từ rồi, ở đây chúng ta có on rồi mà, chúng ta có to be rồi, thì phải đi với một tính từ nữa đúng không? Có nhờ. Rồi, mình sẽ chữa nha. Okay, yeah. The first one. My parents think to jog. Okay, đáp án ở đây. It's better. Very good. Đây, câu hai đây này. On weekdays, my parents aren't able to go swimming. Hùng có biết từ able này không? Is it familiar to you? No. Có gì? Able to thì ông có biết cái cụm able to này không? Dạ có. Ừ. Không nghĩ ra. Rồi. Không nghĩ ra. Be able to, cả cụm đấy bằng với cụm can nhá. Được chưa? I can go swimming. I am able to go swimming. Đúng không? I am able to go swimming. Ok. Câu 3. Because I have. Nào, để thử dịch lại câu này xem có hợp lý không. If I finish my homework, nếu như tôi hoàn thành bài tập của tôi, bài tập về nhà, I can go out at the weekend. Tôi có thể đi ra ngoài vào cuối tuần. Tôi không thể ra ngoài vào cuối tuần bởi vì tôi phải hoàn thành. Nào. Nghe nha. Nếu như tôi hoàn thành bài tập của tôi thì tôi có thể đi chơi vào cuối tuần. Đúng không? Nghĩa là tôi có thể chứ không phải là không, đúng không? Mà câu dưới này mình phải dịch là, mình phải làm cho nó thành là tôi không thể đi ra ngoài vào cuối tuần trừ khi tôi hoàn thành bài tập về nhà của tôi. Đúng không? Mình phải điền cái trừ khi vào đây. Chứ không phải là tôi không thể đi chơi vào cuối tuần bởi vì tôi phải hoàn thành bài tập. Thế này là không đi được rồi. Đúng không? Vậy mình phải dùng từ trừ khi. Unless I finish my homework. Ông có biết từ unless không? Unless nghĩa là unless trừ khi. Đúng rồi. Đó. Lần sau nhớ nha, trường hợp như này phải dùng từ unless nha. Nếu dù Hùng biết là because I have to thế này thì nó sai hoàn toàn nghĩa của cái câu đấy rồi. Ok, number 4. My sister watches more TV than me. Câu này dịch nghĩa là gì nhỉ? Hùng, dịch cho chị. I don't watch TV. No, I... Dịch. Dịch câu đầu tiên nha. My sister watches more TV than me. Con chị gái tôi nó xem TV nhiều hơn cả tôi. Chị gái xem nhiều TV hơn cả tôi. Thì mình sẽ dịch xuống câu dưới là gì? Mình sẽ chuyển xuống câu dưới thành gì? I don't watch TV.
Tôi không xem nhiều TV như là chị tôi. Đúng chưa? Đây là so Đúng. sánh bằng đấy. So sánh bằng nhưng mà là phủ định. Tôi không xem nhiều TV bằng chị tôi. Thì mình phải dùng Đúng. as. I don't watch. As much TV as my sister does. I don't watch TV as much as my sister does. Để chị viết câu này ra, nhìn cái đáp án ở đây nó hơi khó đọc. Khó đọc thế. Annotate text. Chúng ta có thể biết là as much as. Yeah. I don't watch TV as much as my sister does. Chúng ta còn có thể biết là so much hoặc là so often đi. Thường xuyên. Vâng. So often as. Tôi không xem nhiều TV như là chị gái của tôi. Tôi không xem TV thường xuyên như là chị gái của tôi. Được chưa? Rồi, because it's sai nha. Number five. Let's see number five. Don't. Đúng rồi. My parents suggest going out for meal. Nào, hùng dịch cho chị câu cuối nào. My parents gia đình tôi bố mẹ gợi tôi ý nên đi, bố mẹ tôi gợi ý có nên đi ra ngoài để làm một bữa ăn không? Rồi, nghĩa là bố mẹ tôi gợi ý là đi ra ngoài ăn. Why don't we go out for a meal? Đúng rồi. Why don't we? Tại sao chúng ta không ra ngoài để ăn một bữa? Đúng không? Ok. Rồi, vậy là Hùng sai hai câu, thiếu hai câu. 60%. Vâng. Cố gắng lần sau cải thiện nha. Và annotate. Equal comparison là gì Hùng nhỉ? Equal comparison. Cân bằng. Cân bằng gì nhỉ? Động từ cân bằng. So sánh bằng. So sánh bằng. Comparison. Phép so sánh. So sánh bằng. À, từ nãy giờ chúng ta đều học về phép so sánh đúng không? Nào, chúng ta có công thức ở đây. Chủ ngữ cộng với lại to be hoặc là verb. Sau đó là as, rồi danh từ hoặc là trạng từ, rồi lại as tiếp. Rồi một cụm đằng sau, một cụm chủ vị đằng sau tiếp. Nào, Hùng cho chị một câu ví dụ đó. Thôi, chị cho cùng một câu ví dụ nhé. Ở đây có ví dụ không nhỉ? Đây, có ví dụ rồi này. Water is as cold as ice. The party as fun as she expected. Our dog is not as so pretty as mine. Bây giờ với Hùng cho chị một câu ví dụ đi, của riêng Hùng đi. Em biết sân bên này được không? Em biết sân bên này nhá. Cái này đơn giản thì... Nào thì annotate. Annotate.
câu nói chứa rất nhiều hàm ý, rất là hay. Sai. Sai. Prettier. No, đây không phải so sánh hơn, đây là học so sánh bằng mà. À, chết, em nhầm, Đây, sửa lại nhanh. Đấy. So sánh bằng lưu ý sử dụng as, tính từ as. Được chưa? Cô này đúng là What? Ok, câu này đúng nhưng mà không có nghĩa. Rồi, đúng. Đúng về công thức rồi. Nào, bây giờ Hùng cho chị một câu. Nào, ngôi trường đấy không tốt như bạn nghĩ. Ngôi trường đấy không tốt như bạn nghĩ. Ngôi trường này không tốt như bạn nghĩ. This school is not better. Girl one, this school is not better as this that school. Không tốt như bạn nghĩ. Đây là so sánh bằng mà, không phải là so sánh hơn nhất đâu. Phải là như. Sử dụng as, tính từ as. Cô đấy nó nói như nào được nhỉ? À, xong chưa? Chị quên mất giờ rồi đây này. You done? Chưa. Tính từ ở đây là gì nhỉ? Môi trường đấy không tốt như bạn nghĩ. Thì đúng mà. Tính từ gì nhỉ? Từ nào nhỉ? Not cái gì? À, không không mình tin rằng nhưng mà this school is not as is not so busy. Better còn đúng better rồi school. Không phải better good good as that school why so như bạn nghĩ Nào, xong chưa?
This school is not as good as that school. Như bạn nghĩ cơ mà, có phải là trường này thì không tốt bằng trường kia đâu. As you think. As you think. Nào, enter cho chị xem nào. Bây chị vẫn không xem được cái gì hết đấy. Enter đi. Enter. À, ok. As you think. And you think this school. I see not see anything. Chuyển tiếp nữa. And this school. Quickly, quickly. Chúng ta đã hết quá nhiều thời gian rồi đấy. Em phải đọc bài chứ. Bỏ đi. Được chưa nào? What? Thôi đi, đều xong. Ôi. Thôi chị viết note cho Hùng nha. Quá. Để. You think ở đâu? Ôi, đây là giống với câu ở dưới này này, câu thứ hai này này. Bố. Is not as good as you think. Được chưa? Được chưa? Môi trường này thì không tốt như bạn nghĩ. Got it? Yeah. Sẽ để như thế ở đầu. Ôi. Rồi. Rồi, cùng về nhà ôn tập cái cấu trúc này nha. Và sau chúng ta tiếp tục với các bài còn lại của bài test. Ok? Ok, so see you again in Friday. Okay. Tao khoan Friday thì em chờ đi Friday thì em chưa chắc em học được đâu chị ạ. Bởi okay, vì em đang đi trang em đem đi trang trí 20 tháng 11. Thế báo chị sớm nhá. Ok. See you. See you. Bye bye.